và chú quý đồng đạo. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin đọc lại bài Thay lời tựa tức sứ mạng của Đức Thầy. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hèm gì nổi cảnh quốc phá gia dâm, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dông thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngàn vô sự lóng sạch phàm tâm. Sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen? Vì lòng tự ái chứa chan, thương bách tính tới hồn tái quả, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào, thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão,
ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy thân, gây gốc hiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan, thảm thiết lê dân làm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai. Đến trung từng tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, để liên tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quyển 6 Tức Tôn Chỉ Hành Đạo. Đây là bài Lời Nói Đầu. Nam mô A Di Đà Phật. 5 năm trường xa cách, cái chánh sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người hầu giải bài tường tận tôn chỉ hành đạo của tôi. Ấy không phải vì tôi cố ý muốn xa lánh các người, song chẳng qua vì sự bắt buộc của kẻ cường quyền nên tôi và các người không được trực tiếp cùng nhau. Tuy nhiên cũng có lắm thiện nam tín nữ rất trung thành, một lòng gìn đạo. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành động một vài điều không hợp với tinh thần đạo đức, trái chủ nghĩa từ bi bác ái và sự cao thượng của giáo pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ này ra đời. Vậy từ nay trở đi, tôi ước mong rằng với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo sẽ dùng trí tuệ mình suy ngẫm, gìn giữ, ăn ở theo quy tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá của đạo Phật. Như thế chẳng phụ công ơn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật và đã dìu dắt quần sanh tìm đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo là bài Những Điều Sơ Lược Cần Biết Của Kẻ Tu Hiền. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người: một, hạng xuất gia; hai, hạng tại gia. Hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương, bè bạn, dựa thân vào cửa thiền hoặc núi non am cốc, hằng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lá, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho ba tánh thập phương nghe để hoài đầu hướng thiện, quy y Phật pháp. Không còn thiết đến việc đời, gia đình nhà cửa của nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi,
hạng tại gia, gồm tất cả đại chúng, tất cả thiện nam tín nữ chưa đủ những điều kiện xuất gia, vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, với gia đình, với đồng bào xã hội, nên chưa thể làm như các nhà sư hay ni cô đặng. Tuy vậy, họ cũng sẵn sàng hoan nghênh ca tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và luật nhân quả do Phật thuyết ra. Thế nên, ở tại nhà, họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách, sửa tánh, răng lòng, ủng hộ các sư. Như thế, họ cũng lần lần lên con đường giải thoát. Đây là hạng người học Phật tu nhân. Bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Sách xưa có câu: Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa di tiên. Muôn vạn quyển kinh của Phật, thánh tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay đã quy y đầu Phật, tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng vâng lời thầy tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa. Đức Phật thầy Tây An thời xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng: Muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Một, ân tổ tiên cha mẹ. Hai, ân đất nước. Ba, ân tam bảo. Bốn, ân đồng bào và nhân loại. Với kẻ xuất gia là ân đàn na thí chủ. Ân tổ tiên cha mẹ. Ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động, từ thở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc, nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng, báo đời, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ lúc cha mẹ quá giảng. Hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thắng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm, gieo quả đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa nhục tổ đường. Ân đất nước. Sanh ra ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước quê hương, hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau. Muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dày đạp, ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho được trở nên cường thạnh, ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh, đừng làm việc gì sơ suất, đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Ân tam bảo. Tam bảo là gì? Tức Phật, Pháp, Tăng. Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình,
ấy về phương diện vật chất. Về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật, Pháp, Tăng, khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hại. Thế nên, Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy, cho các chư tăng đặng đem cái nền đạo của Ngài ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn những đại đệ tử của Đức Phật vậy. Bởi vì Đức Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát miền mê khổ, nên ta hãy kính trọng Phật, hãy tin tưởng và tín nhiệm vào sự nghiệp cứu đời của Ngài, làm theo những điều chỉ dạy do các chư tăng cho biết. Tổ tiên ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu, lòng quảng ái của Phật đối với chúng sanh, đã kính trọng, sùng bái Ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ Ngài đã dạy, và đã dung trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô song, roi truyền mãi mãi với hậu thế. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Ân đồng bào và nhân loại, con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh. Và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Ta nhờ hộp cơm của họ mới sống, nhờ miếng vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới tránh cơn phong vũ. Vui sướng ta đồng hưởng với họ, hoạn nạn họ cùng chịu với ta. Họ và ta cũng một màu da, cũng nói một thứ tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một. Ấy quốc gia đó, họ là ai? Tức những người ta thường gọi bằng đồng bào vậy. Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của gian sang đất nước. Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau, và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta hãy ráng giúp đỡ họ, hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Chẳng những thế thôi, ngoài đồng bào ta còn có thế giới, người đang cặm cụi cần lao, cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sinh sống với chúng ta trong quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Ta có thể tự túc một cách đầy đủ chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàn, với những lúc ốm đau nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác, và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Dạ lại, cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm quyền quảng quật. Cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng không luận sang hèn, và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Thế ta không có lý do gì chánh đáng
để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân quả, một tinh thần hỷ xả, và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Đối với những kẻ xuất gia quy y đạo Phật, phụ vào những ân huệ đã thọ như đã nói trên, họ còn phải trực tiếp chịu ân của các đàn na thí chủ, nghĩa là những thiện nam tín nữ có hảo tâm cung cấp những vật dụng cần thiết cho họ. Họ nhờ đến hộp cơm, đến miếng vải, đến thuốc men đằng sanh sống. Rốt lại, họ phải nhờ đến sự nuôi dưỡng hoàn toàn của những kẻ tốt lòng. Với quần sanh, họ mang cái ơn rất nặng, cho nên họ phải dìu dắt sanh linh đi tầm chân lý, đặng đáp tạ tấm lòng chiếu cố của thiện tín. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, để liên tục đến bài luận về tam nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Sanh ra ở đời, con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Mỗi người đều có ba nghiệp chướng sau đây: thân nghiệp, tội lỗi do xác thân gây nên; khẩu nghiệp, tội lỗi do miệng lưỡi gây nên; ý nghiệp, tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác kể ra dưới đây. Thân nghiệp sanh ba điều ác: 1. Sát sanh, 2. Đạo tặc, 3. Tà dâm. Khẩu nghiệp sanh 4 điều ác: 1. Lưỡng thiệt, 2. Ỷ ngôn, 3. Ác khẩu, 4. Giọng ngữ. Ý nghiệp sanh 3 điều ác: 1. Tham lam, 2. Sân nộ, 3. Mê si. Sát sanh. Con người mới sanh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả, song đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạ với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm những sự xấu xa hèn kém, trở nên độc ác dữ dằn. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hiềm, vì háo thắng. Nghĩa là họ giết nhau vì sự ích lợi của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Tại Trào Nội, sự mà vua coi bầy tôi như cỏ rác, bầy tôi sánh vua như thể địch thù, đã làm nguyên nhân cho biết bao cuộc tương tàn tương sát. Ngoài Lê Thứ thì con giết mẹ cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, đệ huynh sâu xé. Những cuộc tương tàn rất thường xảy ra trong nhân loại, không ngoài các lý do đã kể trên, đó là người đối với người. Người đối với thú cầm sanh vật còn tàn nhẫn gấp mấy nữa. Họ giết thú vật vì miếng ăn, vì sự dị đoan mê tín, vì sự vui thích. Đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sanh vật gà, vịt, heo để nuôi thân sống, nhưng chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân. Thú vật sanh ra đặng nuôi con người mà giết nó một cách quá đáng, chỉ dùng nó vừa đúng theo sự nhu cầu cần thiết của các món thực phẩm mình thôi, và không nên hoang phí hy sinh nó nếu sự hy sinh ấy không ích lợi cho mình lắm. Nhất là chẳng khá giết các thú vật trong khi tế lễ. Người ta tưởng rằng khi mình phạm tội với thánh, thần, trời,
đất, có thể sát hại sanh vật cúng tế, cầu cho tội quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy rất sai lầm, quyển quật. Về đứng vào bậc siêu hình cao cả như chư vị thánh thần, có lý nào vì một tình riêng làm sai chạy lẽ công? Khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, con người không chịu thuốc thang khẩn vái Phật trời, cầu cho tai qua nạn khỏi, lại giết các thú vật tế thần cúng thánh, kêu cốt kêu đồng. Họ không chịu tìm nguyên nhân các sự họa hoạn, không chịu tìm hiểu rằng những tai biến xảy ra đều do căn tiền báo quả hậu, và không chịu ăn năn chừa lỗi tạo tác phước điền. Trong khi giết các thú vật đặng tế lễ, họ đã phạm thêm một tội ác lúc họ chưa đền bồi các tội ác trước được. Chẳng những vậy thôi, họ còn giết các thú vật vì sự vui thích của mình. Kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước. Họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng, quên hẳn rằng sanh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chai lạc, hãy cử hẳn. Đạo tặc. Câu bần cùng sanh đạo tặc cần phải là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những kẻ này ngài dẫn dơ đầu đường xó chợ, tối kiếm chỗ khoét vách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài dòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của, đoạt giật tài sản lương dân, không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao kiệm tiết, là nguyên nhân của sự nghèo, sự khó. Họ phá hoại hạnh phúc của con người, cơ hàn đói khó. Thay vì phải làm lụng như những kẻ khác mưu cuộc sống còn, họ gây cái lỗi này rồi đến cái lỗi khác, phạm tội này rồi đến tội nọ, tạo chẳng biết bao nhiêu chuyện bất lành cho nhân chủng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Những kẻ ấy dầu họ không bị luật hình của loài người phân xử, song cơ trời cũng sẽ báo ứng đến những hành vi đen tối nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh, tu thân, bỏ thói vô nghì, lánh điều phi nghĩa. Tà dâm. Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Sách sử thường bảo như thế. Lần dở xem sử sách, thời thấy tội ác ấy lan diện khắp nơi, từ trào nội cho đến thứ dân, từ trong gia đình đến kẻ xa người lạ. Nó là mầm gây ra biết bao thảm trạng, gương của vua Tề giết vợ Thôi Tử, An Lộc Sơn với Dương Quý Phi, há chẳng còn lưu liên hậu thế, giàu ỷ của hiếp dâm kẻ khó, quan ỷ quyền cưỡng bức đám dân hèn, gian phu dâm phụ từ xưa đến nay luôn luôn đều có. Muốn tránh sự bại hoại nền luân lý nước nhà, muốn giữ gìn tiếng tăm của gia thế, phải đừng để dục tình lôi cuốn, bắt chước gương xưa, trao dồi lòng hiếu trung trinh tiết. Lưỡng thiện. Đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra, ác lưỡng thiệt này đã làm duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau, những sự cãi giả, gây gỗ, sanh oán, sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm.
Cái lưỡi đã tạo những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, phá tan sự đoàn kết, tình thân yêu giữa nhân loại. Nó cũng là nguồn cội của bao nhiêu bất hòa hiềm khích. Để giải trừ những tai vạ ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật chánh đáng. Được vậy, trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không còn chịu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Ỷ ngôn. Nói đến tội này, tức là nói đến những vụ chủ ủy quyền giết xài tôi tớ, quan ỷ thế mắng chửi dân ngu. Kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo. Kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt. Kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát. Hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm, hãy dạy dỗ họ dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm êm dịu chỉ bảo, không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Ác khẩu, những tiếng thề thốt lỗ mãng, chửi mắng tục tằn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha, không kể luân thường thảo hiếu, mạnh bạo hăm he, đánh giết những kẻ yếu hèn, hiếp đáp sớm chòm cô bác, mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình không kiên thần thánh. Tối ngày kêu réo Phật trời, mời thỉnh Long Cung, làm cho tội lỗi ngày thêm chồng chập. Hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được êm dịu thanh bai hơn. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, với gia đình, với bà con cô bác, với xóm chòm quen thuộc, lời nói mình phải đoan trang nghiêm chỉnh. Đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu dạy dỗ chúng. Dòng ngữ thêm thừa quyện quặt, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và thiêu thù sự tốt ra. Ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ, khoe khoang, tự đắc, xảo trá, đa ngôn. Những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị. Muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu, chẳng nên tráo giác với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Tham lam. Tánh tham lam đã làm cho loài người phải chịu bao nhiêu thảm khổ, chiến tranh, cướp bóc, giết người, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồng giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền, đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy cũng đã làm cho con người đau buồn hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận. Những cuộc cấu xé lẫn nhau, những vụ nồi da xáo thịt, những tương sát tương tàn, những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả. Ngày giờ nào loài người diệt được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn của sự khổ. Giả lại, ở đời phải có những lúc thăng trầm chìm nổi, có thì ta xài, không ta nhịn, can gì phải bài mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài. Của là của chung trong thiên hạ, đời ta còn, nó còn, đời ta mất, nó mất. Gương thạch sùng dương khải,
há không để lại cho ta một bài học đích đáng lắm rồi. Thế nên, hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình. Hãy dẹp lòng dị kỷ tham lam, lo dung trồng phước đức, bố thí kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối để có thể an vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Sân nộ. Tánh nóng nảy thường xúi con người làm những chuyện bất công sái phép, chém giết oán thù nhau. Kẻ thắng kiêu hãnh, người bại hổ ngươi, nên sự hiềm thù càng lan rộng. Giận mất khôn, cơn giận làm cho con người cuồng trí, mất sự tự chủ, trở nên dữ dằn bạo tợn, chẳng còn nghĩ đến việc công bình lẽ phải trái. Việc được nói, tâm ta được thảnh thơi, trí ta được thông thả. Hãy mở lượng khoan hồng dung tha kẻ lầm lỗi, hãy nhẫn nhịn và chẳng nên cãi cọ tranh luận hơn thua, làm cho nảy sanh ra những điều hiềm khích. Mê si. Tội ác này do thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy, con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê man theo những vật nhỏ nhen, mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không tìm hiểu con đường giải thoát. Hãy xóa bỏ những điều mê tín, quy thuận theo tinh thần đạo đức, lánh chốn mê lầm, tỉnh cơn mộng quyển, phá tan màn vô minh che mờ tâm trí, lần bước trên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Luận về bát chánh. Nam mô A Di Đà Phật. Trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo tám điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên mười điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hành. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích. Thế nên cần phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Bát chánh gồm có: một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh nghiệp; bốn, chánh tinh tấn; năm, chánh mạng; sáu, chánh ngữ; bảy, chánh niệm; tám, chánh định. Chánh kiến: chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Phàm con người thường hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít nhiều sự thật. Khi vì thiếu sự sáng suốt, khi vì tư thù, khi vì lợi kỷ, khiến cho con người không biết đường ngay nẻo thẳng, nên sự phán đoán không công bình chánh đáng, làm cho kẻ khác chịu quan tình. Vì thế một chánh kiến dạy ta phải đem hết trí năng tri cứu các sự rắc rối, cẩn thận xem xét, tránh sự lạc lầm trong khi phê đoán bất cứ việc gì, dầu của mình hay của kẻ khác. Sự quan sát cực điểm, cách xét đoán tận tường, tránh cho ta những tà kiến, sự xem xét lầm lạc sai chạy, khiến ta dẹp bản ngã, đã làm cho trí tuệ mịt mờ u ám, giúp cho ta hiểu biết được rõ ràng minh bạch, cách phán đoán được ngay thẳng công bình. Chẳng thế, nó còn giúp cho ta hiểu biết các điều tục lỵ trong trần, biết được lẽ nhiệm màu tôn giáo, khiến ta xua đuổi các điều tà mị, bỏ các sự say mê, trở về với đạo lý, thoát đọa hồng trần. Nó tránh cho ta tất cả sự giả dối, và nhờ thế nên ta khỏi bị lạc lầm trong khi hành đạo. Chánh tư duy. Tư tưởng chân chánh. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghiệp vợ, tình chồng.
Cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được, ấy về phần ta. Phần chánh dạy rằng, tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao, trí ráng tìm cái chân lý. Chân lý ấy là cái đạo của mình đối với nhân loại, của mình đối với trời Phật, của mình đối với mình. Vì thế, hãy đặt tư tưởng mình vào công cuộc tìm phương cứu giúp sanh linh trong dòng trầm luân qua nghiệp. Hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chủng. Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bần, xả thân, tu tịnh. Chánh nghiệp, việc làm chánh đáng ngay thẳng. Đối với kẻ xuất gia đầu Phật, ngoài những lúc tham thiền nhập định, những khi trì tụng kinh hành, những khi đọc kinh viết sách, những lúc công quả cho nhà thiền, chẳng có làm gì chi có thể tạo thành ác nghiệp cả. Những kẻ tại gia cư sĩ trái lại còn cần phải lo kế sinh nhai, mưu cuộc sống còn. Kẻ buôn tảo bán tầng, người việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì xác thân mà ra cả. Tuy nhiên, dầu đời sống của họ có bị sự sinh nhai chi phối, song cái chi phối ấy khác hẳn với kẻ gian tà đạo tặc. Chẳng có làm việc gì xảo trá bất nhân, trong cuộc mưu cầu cho lẽ sống, họ cũng nguyện bỏ những nghề nghiệp gây tai hại cho con người, nuôi điếm, bán á phiện, buôn rượu, đầu cơ, cho dây cắt cổ. Đành rằng những người buôn bán ấy không có ép buộc bạn hàng, song tại có họ làm các nghề nghiệp ấy, có người mới bị hư hỏng, trụy lạc, quan đàn, trà đình tửu điếm. Họ là đồng lõa mà phạm nhân là kẻ nghiện ngập say sưa. Thế nên một chánh nghiệp răn cấm chúng ta làm các nghề ấy. Kẻ tại gia cư sĩ cũng chẳng sát hại vô cớ các sanh vật, hoặc không đánh đập chém đâm ai có thể gây ra nhiều điều tội lỗi. Chánh tinh tấn, tín ngưỡng chơn chánh và lướt tới. Phái vô thần luận thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn tức là người còn, thân mất người mất. Không có thánh, thần, trời, Phật, không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội, có phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu, mạnh được, yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe gian hùng, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang, đều được đem ra dùng cả thải. Vì vậy, một chánh tinh tấn này khuyên hại ráng giữ đức tin cho mạnh mẽ. Dầu các thị dục có lớn lao thế mấy, dầu cho có sức lực gì cám dỗ, hay bức bách bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thể lôi kéo được. Và ta luôn luôn phải nhớ đến công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hại của Đức Thế Tôn. Phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cái nghiệp. Muốn thế, trước hết phải tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành, đắc thành đạo quả, hầu dắt diều bá tánh thập phương xa miền tục lụy. Người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều tà dại, dẹp lục căn, lục trần, và ráng làm cho tinh thần được thêm sáng suốt, rèn luyện các đức tánh cho thiện mỹ, yên tịnh, hỷ lạc, nghiêm trang, quyết gắng công phu, một lòng bước tới niết bàn, đặng có tế độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi quả báo. Chánh mạng,
sanh mạng chân chánh, trong sạch. Ở đời người, ta hay lấy xác thân mình làm gốc và hay quý trọng săn sóc nó. Ấy cũng do lục căn mà ra, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thế nên, hãy xa lánh những điều làm tinh thần bị đen tối, bỏ hết đầy các xa hoa, thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh. Thiền định đặt làm thể, trí tệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Chánh ngữ, lời nói chân thật. Lục căn làm cho con người nhiễm lục trần, vì muốn nuôi dưỡng xác thân nên mới sanh ra các điều ham hố, là nguồn cội các tội lỗi. Trong những tội lỗi ấy cũng có nghiệp chướng của miệng lưỡi, lưỡng thiệt, làm cho thiên hạ bất hòa nhau, ỷ ngôn, lời chửi mắng kẻ dưới tai, ác khẩu, tiếng độc ác, tục tằn, chửi rủa thần thánh, giọng ngữ, nói láo, nói uyển hoặc. Hãy tập lời nói mình cho chân chánh, đúng với sự thật. Hãy bỏ hết những xảo ngôn, tráo chát, những tiếng thô lỗ, cọc cằn. Phàm những khi bàn luận việc chi, phải nói tỏ tường ngay thẳng, đối với kẻ dưới bề trên, lời nói phải cho hiền lương đức hạnh, và những sự khuyên dạy chỉ bảo kẻ khác làm theo lẽ phải, đều có ích lợi cho chúng sanh và điều hợp với tinh thần đạo đức. Chánh niệm ghi nhớ sự chân chánh, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi, cảm tình, uy quyền, phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Vì thế, con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi dòng sanh tử. Để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than hoạn quạ, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ đại đất, nước, lửa, khí tạo thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình, tránh điều lụy khổ do nó gây nên. Chánh định, suy gẫm chân chánh. Con người thường hay có những ý định làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên. Nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi. Họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay dày mai khác, thân thế lạc luân. Của cải gia tài như đám phù dâng trước gió, nước bọt mây bèo. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thế mà họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp. Họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế, có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn vô minh che phủ, thì thấy rằng ở cảnh ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các sự phiền não, rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động,
trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến chỗ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chiến nghiệp nhiều đời làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ô trược này là thật, cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai. Nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành, cuộc phú quý tựa đám phù dân. Cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lầm mộ đạo, chứ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đập lại trong cuốn khuyến thiện. Nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Kệ rằng: đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, tức tám điều răn cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần, thánh mà sai hay hoặc quyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta,
vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội, xét thân ta. Nếu người rõ phận, vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật.